Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại đến video tiếp theo, video thứ 7 có tên là Tam Xe Náo Sĩ. Như chúng ta biết thì thêm một tốt đã về tàn cuộc đã áp sát cửu cung thì có tính năng như một con xe, thì người ta thường gọi là xe cục. Thì tam xe ở đây đại diện cho hai xe thường và một xe cục, hoặc là một xe thường và hai xe cục, là hai con tốt đã áp sát cửu cung. Như trong hình cài này thì ta thấy có hai xe và một tốt, thì tạo nên là gọi là tam xe. Và để coi thử thì phi đao tam xe náo sĩ sẽ diễn ra như thế nào đối với hình cài này. Nếu bình thường chúng ta suy nghĩ là bước đầu tiên sẽ tấn chốt, để mà bước kế tiếp sẽ dùng xe ăn vào sĩ và dưới tướng sát cục. Ở đây thì mình đang sẽ chống sĩ. Nếu xe có bình ra đi nữa, chuẩn bị là kết hợp với tốt đánh sát thì cũng không được. Đến đây thì bên đàn sẽ lợi dụng là tấn pháo một và đang hầm nước sát rất hiểm, nó rút xe đi. Nếu mà tốt có ăn xuống sĩ thì tất nhiên tướng sẽ bên ra. Nếu mà bình xe chiếu thì đơn giản là pháo chỉ bình qua cản, tốt bình chiếu đi nữa thì tướng cũng tấn một. Đến đây thì như ta thấy là bên đỏ rất là khó lòng mà chống đỡ với nước sát của bên đàn. Còn trong trường hợp mà tốt không có ăn xuống lúc này, tốt ăn qua sĩ thì sẽ như thế nào? Cái hại đến đây, tốt ăn qua sĩ thì tướng sẽ ăn lên. Có thối về xe về chiếu đi nữa thì tướng cũng sẽ thối một. Nếu mà chống sát thì chỉ còn có hai cách. Thứ nhất là bình tướng ra, và thứ hai là có thể đem xe qua để có thể ăn pháo khi mà xe rút đi. Nhưng cả hai cách đều không được, tại vì xe này sẽ lợi dụng và rút bắt chết một trong hai con xe, và khi mắc một xe thì bên đỏ chắc chắn là sẽ bại. Do vậy ta thấy bước đi đầu tiên mà chúng ta thường hay nghĩ tới đó là tấn chốt một nước để hàm sát, là bước đi rất là sai. Một bước đi chính xác lúc này phải là dùng xe ăn thẳng vô sĩ. Như thấy nếu mà tướng 5 tấn 1 thì đến đây xe 4 lại thua một chú tướng, bắt tướng phải thua một, tiếp tục dùng tốt ăn quả pháo. Nhìn cả đến đây thì đang không thể còn cách nào thể đã được. Nếu tự ăn lên thì xe cũng sẽ ăn xuống chiếu tướng, sĩ bắt buộc chống lên thì xe tiếp tục ăn chiếu tướng, và tướng mình ra thì xe sẽ cấm sát. Do vậy nước đi bắt buộc của bên đen không phải là tấn tướng mà là tướng bắt buộc phải ăn qua, thì lúc này xe bình qua ăn tốt. Vẫn đang hầm nước sát là xe 1 tấn 3. Đây thì bên đen sẽ có hai đường đỡ, nhưng mà cũng không được. Đường thứ nhất là bình tướng vào thì đến đây chốt chỉ đơn giản là tấn một. Nếu mà sĩ chống lên thì đơn giản là chỉ xa tấn chiếu, sĩ hạ về, xe ăn vào và sát cục. Còn hợp thứ hai, bên đan cũng có thể suy nghĩ tới đó là nước thay vì vào tướng thì lúc này sẽ thấu pháo về để ngăn cái nước mà xe tấn chiếu thì cũng được, tại vì đến đây xe 1 sẽ tấn 2. Bên đen không thể nào đỡ được nước tiếp theo của bình đỏ, đó là xe bình vào. Còn nếu như mà chạy pháo đi thì tất nhiên xe sẽ cắm súng và sát cùng ngay. Một bước đi rất là hay khi mà chúng ta bước đầu tiên chúng ta phế xe vào sĩ và sử dụng tuyệt chiêu tam xe náo sĩ để có thể chiến thắng trong hình cờ này. Chúng ta lại qua tiếp đến cờ thứ hai. Trong hình cờ này thì bên đỏ có hai xe đã ở bên hai cánh và một tốt đã áp sát cuối cùng. Nên bước điều tiên là quyết định bỏ pháo ở đường 2 mà áp sát tốt vào. Đến đây thì đang lại chơi là xe tấn 1 ăn pháo vừa truy đuổi chốt, thì đó bình xe qua để giữ tốt. Và phục nước kế tiếp sẽ là tấn tốt ăn sĩ, sau đó thì cắm xe xuống và sát cục. Bên đang lại chơi là sĩ bắt buộc phải chống lên, thì đỏ lại chơi là xe cắm xuống. Đang bắt buộc phải chơi tướng bình ra thì đỏ lại bình tốt vào an sĩ. Như thấy đang hầm là sẽ ăn xe vào dưới sát cục, do vậy sẽ bắt buộc phải ăn tốt, thì xe ở lộ 6 lại tấn xuống an sĩ, bắt buộc tướng phải tấn 1, sau đó thì lại bình qua ăn tượng. Đến đây thì đang ở đường là chống đỡ, nếu có đem pháo về để dư mã thì cũng được, tại vì xe sẽ có một chiếu bắt tướng phải tấn 1, sau đó thì lại tiếp tục bình xe qua chiếu. Cho dù xe có đem qua cây cản đi nữa thì xe cũng sẽ thốt một và sát cục ngay. Một cờ sử dụng tốt và hai cánh rất là mạnh để có thể là phá những con sĩ của đẹp và dẫn đến chiến thắng. Chúng ta lại tiếp qua hình cờ thứ ba. Hình cờ này là một hình cờ xảy ra trong cuộc chiến giữa Dương Quang Lăng cầm quân đỏ và Vương Như Lương cầm binh đen. Như thấy hình cờ đã đến giai đoạn tàn cuộc. Bên Dương có pháo đầu và có xe mặt tướng đây có thể hỗ trợ tấn công, nhưng mà không thể nghĩ đến chuyện là Bình tốt qua để dùng xe chiếu được, tại vì Bình Vương vẫn còn cả pháo cánh thủ rất là mạnh, có thể là đem pháo vào cản. Thì đến đây Dương tung ra một đòn rất là hay, đó là dùng xe nên thắng vào sĩ, bỏ con xe ở đường 6. Đến đây thì sĩ lại ăn về, thì Dương tiếp tục tấn chút một. Như thấy pháo không thể ăn qua được tại vì xe giang xuống và sát không ngay. Như vậy đến đây thì tượng 5 lại thứ 7 thì Dương lại tiếp tục tấn công một chú tướng, bắt buộc tướng phải bình vào, sau đó thì lại đi xe tấn xuống 3 nước. Đến đây thì Vương thấy khó lòng chống đỡ, nhưng mà còn cố vứt bát đi một nước, đó là mã thối về. Đến đây thì Dương tiếp tục bình xe vào chiếu, sĩ bắt buộc phải chống lên. Nếu mà bình thường ta suy nghĩ là sẽ dùng xe ăn xuống sĩ thì sẽ bị chạm một nước, tại vì lúc này tướng mình ra tốt cũng phải tấn để mới bình vào chiếu, thì lúc này pháo có thể là thối về. Nhưng mà Dương thì rất là hay, không đi cái nước là xe ăn thẳng xuống sĩ mà lúc này dùng tốt ăn thẳng vô sĩ. Như thấy đến đây thì tướng chỉ còn cách bình ra và Dương kết thúc bằng nước là xe nằm bình 6. Một sát cục rất hay của Dương Lăng dành cho Vương Như Lương. Chúng ta lại đến với hình cờ cuối cùng để mình họa cho sát chiêu Tam Xe Náo Sĩ. Thì như ta thấy hình cờ ở đây bên đỏ còn 2 xe, 1 pháo và một đơn tốt rất là mạnh đã áp sát cuối cùng. Còn bên đen thì còn có 2 xe, 1 mã và 2 tốt đã qua sông. Thực đi rất hay của bên đỏ đó là dùng pháo ăn thẳng bộ sĩ, bỏ pháo để hy sinh bất bộ sĩ và dùng 2 xe với cộng với 1 tốt để sát cục. Đến đây thì đang phục nước là xe tán ăn sĩ và sát cục, do vậy sĩ phải ăn lên thì tốt lại áp sát vào, đang một chiêu làm dùng tốt ăn thẳng vô sĩ, sau đó thì cấm xe sát cục, do vậy bên đang bắt buộc phải bay tượng lên. Thì đỏ vẫn chơi là xe trước bình vào ăn tốt, thì mã buộc phải ăn về và sau đó thì kéo xe bên qua bên đường 2 để chống sát cục. Thì bên đang còn nước là bình tướng ra thì tốt lại ăn vào mã. Đến đây thì bên đỏ có 2 đường chiếu mà bên đang không thể đỡ, đó là xe tấn 3 hoặc là xe bình qua lộ 6. Tốt này đã kiềm chế không cho tướng có thể chống dứt. Đúng là lạc nước 2 xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Clip giới thiệu về phi đao tàn cuộc thứ 27 Tam Xe Náo Sĩ của mình cũng xin dừng ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để xem tiếp các video rất hay tiếp theo. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.